mẫu ngự chứng nghi minh con trẻ tất lòng thành năm mô vô thượng hương long địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh lại Phật từ bi cụ thế đem đạo làm phổ tế chúng sanh lưng hỏi khổ nào hiền miên mới dùng phương pháp giải lại pháp nguồn ân chưa trả nẻo quang minh mô tả rõ ràng vì đời lắm kẻ lầm than nên thuyền bác cứ nhà sẵn sàng đợi lại tăng là người chỉ cả thay thế tôn hoằng quá đạo màu vô minh lượng mới lo âu rồi đường cứu khổ dẫn đi đường chúng sinh con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh con nhất tâm đảnh lễ phổ đà xuân nam hải chứng minh nam mô hội thượng phật chứng minh nam mô tam bảo đạo tràng chứng minh nam mô con nhất tâm đảnh lễ tổ thầy chứng minh mẹ giang thế độ an non nước điện huyền linh ban phước vạn dân nguồn thương sầu đồng bấn khoăn nhìn đắng đi lòng tướng mẹ gần bên con lời châu ghép vỡ lại tâm tình mẫu thương
nhìn làn khói trầm hương bay tỏ nhớ mẹ hiền lấy nhỏ dòng cháu đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phố điểm nhiệm màu chứng nghi minh chốn cảnh miền cung ngân đi đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn thương tặng mẹ phủ càng khôn chiến khai quần đạo pháp mơ môn hành đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên gửi tâm thành thâm viên mẫu thân chuông chùa vang tiếng xa ngân chạnh lòng con trẻ tuôn dòng lễ khói hương trầm thi tha theo gió em mây lạnh biển rõ quyền chi con nguyện kiếp ba kiếp tu trì đương về theo bóng từ bi cầu lĩnh mẹ chỉnh an đoan nước điển mẫu từ ban phước chung sinh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban tầm chánh ni giác đạo vàng rực rỡ hạt bồ đề nảy nở rừng cây am tiền nói nghiệp than mây điện thiên mẹ chân nhật nái kinh đàn quá tươi thắm kính đi dân từ mẫu gió hương lạnh nhẹ thổi mười phương dập đầu lại mẹ xót thương chứng lòng con trẻ cúng dường dân hoa lời gian cầu thiết tha ai quan chốn dương trần tờ an phù dân chúng sinh đi đau khổ vô ngần thầm tâm đi lại mẹ gọi lần tối
Quả thơm ngát hương lành từ
sự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung, dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh ni chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thịnh mẹ chứng tri, dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân nghỉ lành bền dân tâm tôn. Sơn khê rào bước nhau vô vào nơi thiền thánh rừng vô dòng bay điện màu từ phủ rải khắp nơi, mẹ thương dưỡng dục khuyên đời ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu, cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phụ ngàn trùng, suối lòng nghèo nghẹt bán chung con lầm. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, điển huyền linh tỏ sáng mười phương. Tại dân bát ngọc trà hương, thành tâm mi lại mẹ xót bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tự, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cung
Giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu, thành tâm tụng kinh Địa Mẫu Chân Kinh. Phổ hương trung nơi quyển thành cô, tận thiên tây miếu cổ ân linh, thượng tầng tỏ ánh đi quang minh, chim lon mẫu ngữ truyền kinh chân. Kim ngôn mẹ đây lời mạnh huyết, đức từ hôm ta thiết khuyên con, hiếu trùng giữ dẹp cho tròn, mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Mẫu thành tâm y kính mẫu, tâm lòng xóm dòng y thấu chiêu cung, giả giả xâm mi hợp trọng phòng, dân ngàn quốc thôi ưỡng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh đi sung phong, mẹ đổ con từng phút từng giây, núi sông vũ trụ đó đây chính do hoàng mẫu dựng. Linh điện nghi mẹ dưới trên phân rò, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu, quần khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh đi muôn biển năm châu tươi. Phật mẫu ngữ thượng tình độ thế, điểm chân linh phước huệ rải ban, tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con lành phước lộc thọ hiển vinh do màu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên, dân nghi an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu. Thank you.
xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tổ anh nhi, thượng bằng máu ngự phương phi, phân ra thiên điện trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh đi tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau, mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Lời cháu mẹ dạy quyền linh hoàng thiên xá tội hiện dinh thánh nhàn, cầu linh mẹ bảo toàn sinh đạo nhân sinh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng trời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tòa, mấy quyền diện rõ thần thông. Mẹ phần nam bắc tây đông, bốn phương tám điện thiên mẹ bảo toàn dinh cổ, chốn trung ương mẹ thấu địa châu. Linh ni hoàng chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gọn thấu nhân lành. Phụ quân y mẫu trường sanh đi bất lão, tài cao minh đi sáng tạo quyền di. Thiên long địa diệu kề, trí âm phối họ thiên địa lập âm mi lai dương khư, khi thần giáo dành này giữ điện linh.
chẳng ngừng quá quá xinh xinh thiên can thường chuyển dần hành địa chi thần giới điện thiên chẳng rời xa khỏi
nhìn biển cả trời thanh mi nước biết khắp mi bốn cần đi máu hoàng từ tôi.
ngủ cốc dành quá đầu
lành phì nhiêu. Chính tôi nước thâu nhiều mặt quyết, bao tâm vì xương tiết nghi giá băng. Đài mây gươm tổ phủ dân, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ gấp, cô rồng kia ẩn lầm phần dần chuyển gió đông. Mẹ truyền quán giỏ hô phong ưng hầu, cô đồng kia xứ nào chẳng có ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều gió lạnh mẹ phán bài, ơn trơn chiếu kiệm giam rầy rãi đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn chẳng hoàng đắng cay, điện quy quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sắc. Chốn dương trần con lành tỏ hương, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân. Tất cả do lệnh màu hoàng, công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm đi mắt nghỉ đâu. Điện quang điêu mẹ lúc đau, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu. Khi ca ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đầm chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cánh trời trống rỗng thảm mưa sầu. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân nhi binh, sẽ điều tận diệt nhân sinh điều tàn. Như ở trong
Nơi
chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẹ, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngữ thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền tranh, lòng ước ta mong quyết mặt trùng phòng sớm ta về. Dạng sự thành hiếu nghĩa di tiên, chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Tâm thành ghi lại chân kinh để truyền linh ni tử thần xa tu hiền mà. Chân kinh ni địa mẫu mẹ hiền là công Phật tử dài tâm góp thành. Nguyện thị ngọc sao lại thầy
người công quả lập rồi phước đức đổ gia đình trên dưới viên niên đổ cho chồng vợ thuận nghiêm đổ cho bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 23 với chủ đề địa mẫu chân kinh do hội miễu Tây A cô Bảy Long An cô Chính Cần Thơ cùng nam nữ Phật tử đã phát tâm ấn tông đến đây được thập phần viên mãn, ngưỡng mong chư tôn thiền đức chư linh tử quý thiện tri thức gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật, với lời ý thô thiện không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót. Rất mong quý thiện tri thức, quý chư tôn đức cùng quý vị linh tử gần xa niệm tình quan hỷ cho. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát.